bây giờ anh vẽ cái cây này mà anh bán cho cưng rồi anh đấu giá cho người đó mà người khác thích, ừ, kêu vẽ y chang gì anh cũng không vẽ, à anh vẽ cái tác phẩm khác. À, thì hồi lúc mà cả 4 tuổi ấy, thì mình uống nước cứng trong họng là chảy ra hai mắt, thì mình cũng bất ngờ nữa, mình cũng không dám nói cho ai biết hết trơn á. Bị tới lớn này mình chỉ là mình nín thinh thôi, cũng không có cho cha mẹ hay là hoặc anh em dòng ngõ gì ai biết á. Mình nói mình cũng suy nghĩ hoài, ủa sao mình kỳ cục vậy. Thì sau này mình mới biết đó là nó bẩm sinh. Lúc đầu thì được cái tài năng, được cái năng lực bẩm sinh nó rất là lo, đúng không? Tại vì mình có những cái thứ mà ngày xưa giờ ở Việt Nam cũng như là mình tìm hiểu chưa biết được, cũng như là chưa ai có, không có ai rất có. Là lo. Từ cái lo đó anh biến thành cái tài của mình. Đúng rồi thôi. Chắc có lẽ là anh sẽ biểu diễn tới cái gì đó, thổi sữa ấy. Thổi sữa, dạ. Sữa bằng đôi mắt, thổi sữa bằng đôi mắt. Lát nữa xong đó thì tới anh Hoa Lệ sẽ thổi sữa bằng miệng. Một tràng vỗ tay đi ha. Mình đưa miệng lên con mắt cũng vẫn được, mình điều mình không dám, mình sợ là nước miếng của mình rồi sau này nó mau hư con mắt. Cho nên mình đổ lỗ mũi. Đổ lỗ mũi hả? Khi cái luồng sữa nó vô con mắt mình, anh có cảm nhận được cái gì lạ nhiều không anh? Nhưng nó cũng nó hơi cay cay, nó chảy nước mắt. Dạ. Nó khó chịu hơn là so với rỗi bằng hai chất liệu kia ha, hai cái kia. Nó khó chịu. Nhất là mình vẽ tranh bằng cà phê, bằng đôi mắt. Cái đó là nó nặng nhất hả thầy. Đổ vô cái là nước mắt nó tuôn liền. Đổ vô lỗ mũi đó, nó gắt á. Cái độ gắt nó của nó. Cái việc mà tay của anh thì anh chỉ phát hiện rằng là khi uống nước vô thì nước mắt nó tự trào ra nước thôi, mà nó cứng cái miệng của mình. Thì sau này một thời gian luyện tập, anh phát hiện được cái khả năng này, anh mới luyện tập và anh nó thành những cái tài năng thiên bẩm cho mình. Đây sữa là phải đổ vô cái chai, chai nhựa ha. Mình cũng ra cái đôi mắt của mình nó lập nhiều cái kỷ luật kìa, 7-8 cái kỷ luật kìa. Rồi mình cũng sắp sửa khi nào mà hết dịch đó, mình ra một cái kỷ luật mới nữa. Là mình làm một cái hồ mình đổ nước vô trỏng. Mình lặn xuống cái hồ mình thở hơi ra cũng như là hai cái giọt nước của nó lên cũng như là dồi cái voi vậy đó. Anh đã tập được rồi. Mình đã luyện rồi, xong rồi. Xong rồi. Còn chỉ chờ là hết dịch là mình để mình quảng bá cho bà con mình xem thôi. Lát nữa mấy anh em mình đi tắm hồ bơi đi. Vậy là ngồi thổi ha. Dạ. Ngồi thổi ha, đứng. Anh muốn sao cũng được à? Sao cái tư thế anh thấy ổn rồi. Thôi đứng đi. Ngồi thổi hơi xa xa. Rồi để nó văng ha. Nó văng. Rồi anh nói là được. Cả nào là được anh. Từ nói gì chưa có, thôi đứng đi. Đứng thổi nặng mình điều chỉnh để mình cúng mấy cái máy. Rồi không sao. Không sao. Càng trúng càng hấp dẫn. Và bây giờ là màn biểu diễn của ảo thuật gia, của kỷ luật gia Xuân Diệu với màn thổi sữa bằng tiếng lệ. Đây là một màn mà có 102 tại nước Việt Nam.
gọi là quá em... hay. Ờ, cái cảm giác nó em có cảm nhận là em với Hoa Lệ có cảm nhận là nó còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Nó khó chịu lắm. À đúng. Anh có thể chia sẻ cái đó cho tụi em nghe với. À, cái này á, thì mình mà phải lấy cái điều chỉnh từ theo cái mức độ của cái hơi của mình. Nếu mình lấy quá thì nó căng lên cái não của mình là nó có táo quả mặt mày rồi, hai cái giò nó không bao giờ đứng được là nó quỵ, đột quỵ té liền. Ừ. Là có thể là chết luôn. Ừ. Nó nguy hiểm dữ lắm. Cái việc mà anh tập cái môn này lâu không anh Sương Diệu, môn mà thổi sữa bằng... cũng 2 tháng mấy à, là mình lập kỷ lục ở tại đài WT3 rồi. Là bắt đầu là mình đi biểu diễn luôn, lên Sài Gòn biểu diễn. Cổ bằng sữa nó khác chứ bằng nước nhiều không? Sữa thì mình thổi trên sân khấu cho nó trắng á, ăn cho khán giả ngồi ở dưới dễ thấy á. Yeah. Yeah. Vậy là cái nguyên liệu thổi á, nếu như mà thổi bằng nước thì camera có thể quay không cần cảnh được. Camera quay á, thì nước á, thì nó hơi trắng, nó ưa có tiệp với bóng đèn. Yeah. Còn sữa thì nó gắt trắng, nó vừa trắng vừa đục. Mình thổi cho khán giả nó ngồi ở xa ngoài dễ thấy. Ồ, nên là nữ là anh ép cái cơ thể mình phải chấp nhận với lại cái chất liệu là sữa. Để mà thổi vậy thì anh ém hơi rồi đúng không? Mình ém hơi, mình là phải lấy hơi cho nó đều đặn mới được. Là ép nước từ ở mũi, ép lên cái tiếng lệ của mắt. Đưa lên tiếng lệ. Để có được kỷ luật á, thì ngoài cái thiên bẩm ra thì anh phải còn có sự luyện tập. Và luyện tập rất nhiều. Anh chia sẻ rằng là đôi khi bị ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Thì lúc đó thì vợ của anh có khuyên anh là đừng nên tập những cái môn đó, sự có nào sử dụng đó không? Thì nhiều khi bà cũng khuyên mấy cái nào mà nguy hiểm thì đừng có nên tập, đừng biểu diễn. Mà điều mình biết cái điều độ của nó, mình biết cái món nào mà nó nguy hiểm, lấy quá sức thì nó nguy hiểm, thì mình lấy vừa thôi. Yeah. Cái hơi của mình chỉnh cho nó vừa cái mức độ thôi. Bởi vì mình đưa cái hơi, đưa sữa đồ nó lên cái não bộ của mình hết trên toàn bộ. Anh có chia sẻ là đôi khi nó lên nhiều quá thì nó sẽ gây ra mình đột quỵ, đôi khi là bất tỉnh luôn. Thì anh có gặp cái trường hợp? Cái trường hợp đó mà thì mình chưa gặp. Mà điều mình có gặp bị một lần mình lấy hơi quá sức á, nó táo quả là cấp đó là mình ngưng lại liền. Nó hơi táo quả mặt mày là mình ngưng lại liền. Xây sẩm. Xây sẩm. Là cái giò của mình, hai cái giò của mình là đứng không bao giờ yên, không vững. Là bắt đầu là mình bụm mặt lại liền. Nên nói tụi em mà khi mà chứng kiến á, thật ra thì lúc anh biểu diễn á, tụi em rất là tập trung và chứng kiến. Đôi khi là có cả cảm giác là sợ. Lý do là cái hai cái giọt nước anh á, hai giọt ở tiếng lệ anh Hoa, không phải là ra bằng những cái giọt nhỏ li ti mà nó bắn ra một cái hơi rất là mạnh luôn. Thì mình định đó là nếu mà hết dịch cảm thấy rồi dịch nó giảm nhiều á thì mình sẽ kết hợp với người nào kiếm một cái mặt bằng để ra một cái quán cà phê, mình vừa vẽ tranh vừa bán và vừa để đấu giá từ thiện vân vân và vân vân. Nếu mà người ta không kết hợp á, không hòa hợp với Sương Diệu á, thì Sương Diệu sẽ từ từ làm mình lên. Một ý chí tuyệt vời. Mình kéo khách du lịch trong nước và ngoài nước về. Đúng, chính xác. Cái này rất hay đó. Không phải ngôi nhà của anh Sương Diệu thì đây là những cái nơi, những cái treo cái bằng danh dự của anh nè, như là xác lập kỷ lục nè. Người phun sữa nước bằng mắt xa nhất Việt Nam. Đó, đây là cái bằng tiên dương công đức của anh. Ở đây cái bằng của đài truyền hình Việt Nam trao tặng Nguyễn Sương Diệu ở tỉnh Bạc Liêu, kỷ lục gia thổi bong bóng bằng mắt. Bên đây thì thổi sữa dưới lại nước xa nhất Việt Nam mà bằng mắt chứ không phải là thổi sữa bằng miệng nha. Mình để đấu giá. Bức tranh này chưa đấu giá nha anh ha? Chưa. Người ta mua mình cũng bán mà đấu giá. Anh sẽ dự định là đấu giá khởi điểm là bao nhiêu? Anh mở đi. Mình khởi điểm là 5 triệu. 5 triệu ha. Để làm từ thiện. Mình đóng khung vô rồi. Dạ. Đây là cái bức tranh. Để thì
Đây là một cái bức tranh của anh Xuân Diệu, một kỷ lục gia của Việt Nam. Anh tác phẩm này anh vẽ bằng cà phê, và đặc biệt là những cái hạt cà phê được phát ra từ cái đôi tiếng lợi của anh. Anh Hoa thấy ý nghĩa của bức tranh này như thế nào? Thôi anh thấy đẹp quá đi, hiểu làm sao vẽ được dài nữa. Vẽ tay không vẽ cũng được đó. Tổng quan của bức tranh đó thì là một hình một Phật tử và một Phật tổ. Thì Phật tử mới cầu cứu là chúng con, cầu xin Phật tổ cứu lấy chúng con. Ở bên đây có chữ ký của anh luôn. Ở sau này là cái gì vậy anh? Cái này là cái gì? Cái cây đó là cây mai. Cây mai nó bọc cái chữ núi á. Ý tưởng như thế nào mà anh thể hiện bức tranh như thế này? Bởi vì cái lúc cái này là ngõm mình vẽ là cái lúc dịch lần đầu tiên á. Dịch nó bệnh rồi bắt đầu là cũng như là mình vẽ xong thì cái này cũng như là người dân cầu xin Phật tổ, cầu xin Phật tổ cứu lấy cùng con cho chúng con để vượt qua đại dịch. Một cái bức tranh với cái khổ rất là lớn anh Hoa, thì không biết là anh Xuân Diệu vẽ cái này là với thời gian bao lâu và bao nhiêu gam cà phê? Cà phê á thì mình không có vẽ gam, mình mua cà phê về rồi bắt đầu là mình nấu, mình pha ra mình pha ra sẵn á, rồi bắt đầu là mình vẽ, chứ mình không có cân thử bao nhiêu cà phê gì đó. Bằng chính đôi mắt của mình luôn ha? Chính đôi mắt thì mình vẽ cái bức tranh này khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ là xong. Nhưng mà em cũng chưa hình dung được là anh làm sao mà anh vẽ nó, bởi vì khi mà nó cà phê nó phát ra tiếng lẻ thì nó sẽ phun ra, nó không có mà cái đường nét hoặc chính xác cũng thì cũng như là đó. Mình khắc vô một cái miếng giấy mình phát á, mình phát cái miếng giấy trước rồi mới để lên. Có nghĩa anh làm lên rồi bắt đầu anh gỡ cái giấy đi rồi giữ lại cái này rồi em hiểu rồi. Thì cũng như là họa sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ là cũng là mình rồi. Tác phẩm của mình mình sẽ chế ra mình lên mình luôn. Có nghĩa là anh chắc khoét tách dán ở đây lại. Đúng. Rồi sau đó anh mới phun lên. Phun lên, phun đều lên rồi bắt đầu gỡ cái lớp kia đi. Thật ra thì trước đây thì có những cái bức tranh như là hạt gạo rồi, nhưng mà đặc biệt là bức tranh này làm từ cà phê ha. Anh khởi điểm tố giá là 5 triệu ạ. Bởi vì cũng người ta cũng có cho hay rồi, cũng sắp sửa đi đấu giá rồi. Dạ. Mình từ thiện thì mình trích ra 50. Thì 50 thì cho người ta. Nhưng mà mình đã có dự định thời gian nào chưa anh, như là sao? Cũng chưa. Người ta mới nói là từ từ giảm dịch rồi bắt đầu là đấu giá đặng ủng hộ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn á. Ví dụ có người nào mà hỏi mua liền anh có bán không? Cũng bán. Rồi mình vẽ cái bức khác. Còn người nào mà mua mà muốn tác phẩm theo cái ý của người đó đó thì lại mình vẽ. Chỉ cái tác phẩm đó rồi tôi vẽ rồi tôi sẽ diễn trực tiếp cho người đó quay phim luôn. Nó mang một cái ý nghĩa. Và hãy để hiểu rõ thêm về cái bức tranh đồ chân thật á, thì anh Xuân Diệu cũng có những cái phần màn biểu diễn ở trên những cái YouTube á, qua những cái đài truyền hình. Trước đây thì anh có học lớp nhạc họa gì không anh Xuân Diệu? Không hả? Mình không có học lớp nhạc họa là họa sĩ gì hết. Mình trong lòng của mình nghĩ rồi bắt đầu là mình tự mình họa sĩ lên mình. Thật ra thì khi sinh ra từ nhỏ đến lớn thì anh chọn cái cuộc sống mưu sinh đó là chăn dịch đó. Nhưng mà trời đã sắm cho anh một cái vai đó là biểu diễn với công việc. Anh vẽ vào tháng 2, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Giá khởi điểm là bao nhiêu anh? Nếu mình đấu giá thì khởi điểm cái bức tranh này là giá 3 triệu. 3 triệu. Còn nếu mà người nào mà mua hay là hoặc anh em để treo muốn bao nhiêu thì thôi mình để chứ mình dễ chịu. Mà đều nó cầm giá 10 triệu nha. Bởi vì nổi cái khung này mình làm hết rồi 500-600 rồi. Mà mình đấu giá với mình bán á, là những cái người nào mà có độc quyền của mấy người đó, chỉ là mình ra là cái tác phẩm một cái tác phẩm thôi.
là chứ không có ra cái tác phẩm thứ hai. Người nào độc quyền là độc quyền, rồi sau này mấy cái người mà mua hoặc đấu giá rồi đấu giá từ thiện là vẫn được dân dân này dân dân rồi mời Xuân Diệu đây biểu diễn cũng vẫn được. Có nghĩa là những cái bức tranh mà anh đem đi đấu giá không tác phẩm nào giống với tác phẩm nào, không thôi. Có tác phẩm nào giống hết. Chỉ là độc quyền một cái tác phẩm thôi. Dạ. Còn như là nó khác nhau hết. Em nãy giờ em nhìn rất là nhiều bức tranh mà anh đem đi đấu giá. Ngoài Phật ra thì anh còn có những cái bức tranh mà nó chỉ hình dáng cây cỏ và đặc biệt là cây mai. Lý do tại sao anh lại chọn cái cây mai làm cái tác phẩm nghệ thuật của mình đó? Cây mai thì nó tượng trưng thì nó may mắn cho những người mà để treo những cái bức tranh đó, nó có phong thủy. Còn ai mà muốn cái tác phẩm sao mình vẽ cũng được, vẫn được hết á. Rồi muốn quay hay là trực tiếp gì thì người đó muốn tác phẩm đó vẽ cho tôi, bán cho tôi thì tác phẩm này nè thì mình cho quay trực tiếp rồi luôn. Cái tác phẩm này là anh gọi là những cái tác phẩm anh làm ra có 1 không 2, có nghĩa là không có tác phẩm nào giống tác phẩm nào để thể hiện đấu giá không. Thí dụ mà bây giờ anh vẽ cái cây này mà anh bán cho cưng rồi anh đấu giá cho người đó mà người khác thích kêu vẽ y chang vậy anh cũng không vẽ, à anh vẽ cái tác phẩm khác. Dạ. Cho một người độc quyền thôi. Cái người mà cảm nhận nghệ thuật thì mới biết được cọ cũng khó vẽ giống mẹ. Nó gấp lắm, tỉ mỉ á. Cái này mình vẽ rồi bắt đầu mình lấy cái đồ hơ, mình vừa thổi xong qua rồi mình lấy cái đồ hơ rồi mình hơ cho nó nóng nó hút vô. Rồi bắt đầu là mình mới thổi vẽ tiếp nữa. Chứ nếu mà mình vội thổi chồng lên thì nó quá độ của nó chảy. Nó bị chạy lỏng. Thưa cô bác, anh chị, thì hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Hoa Lệ đến đây, thì anh Xuân Diệu chia sẻ rằng là những cái bức tranh này chủ yếu là để đấu giá, nhưng mà thể hiện một cái tình cảm thân thiết. Thì anh Xuân Diệu có ngỏ là để cho anh em để mà treo, để mà làm kỷ niệm. Ở đây thì anh không có đòi, không có lấy tiền luôn. Nhưng mùa dịch thì anh đang ở trọ nên là nữ là Bùi Hồ có gửi cho anh lại 1 triệu. Anh Xuân Diệu thì tặng cái tấm này cho Bùi Hồ, và hôm nay thì em gửi cho anh lại để hỗ trợ cái chi phí tiền trọ của anh trong cái thời gian dịch khó khăn này. Anh cảm ơn em. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, đây là một cái bức tranh cực kỳ ý nghĩa của kỷ lục gia Xuân Diệu. Anh vẽ ngày 8 tháng 2 năm 2020. Thì cái bức tranh này mục đích là Bùi Hồ muốn thể hiện tình cảm thân thiết Bùi Hồ với Hoa Lệ, thể hiện tình cảm thân thiết của anh em với nhau. Và cái thứ hai là nếu như cô bác quý anh chị nào có muốn đấu giá bức tranh này với mục đích từ thiện thì có thể liên hệ với Bùi Hồ hoặc là với anh Xuân Diệu, và anh Xuân Diệu có thể trực tiếp biểu diễn. Nhưng mà một bức tranh khác, còn muốn bức tranh này là bức tranh độc nhất vô nhị của anh Xuân Diệu gửi cho Bùi Hồ, thì một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn một cái tác phẩm nghệ thuật rất là ý nghĩa của anh, thể hiện sự may mắn, tình đoàn kết của anh em cũng như là một giá trị càng ngày thì càng có giá trị à. Càng ngày càng có giá trị mà đều mình vẽ bức tranh nào là độc quyền một bức thôi, cái sở hữu của người đó. Dạ. Mà mình cũng không có là chia mình chia cái ảnh hình ảnh cái bức mình để cho người ta rồi, không bao giờ chia, không có đăng luôn nữa, mình xóa bỏ toàn bộ hết để cho người ta sở hữu. Rồi sau này ví dụ mà người ta có đi từ thiện hoặc gì đó thì người ta dễ. Thông thường thì mọi người biết là thổi sáo miệng, bây giờ thổi sáo mắt nó mới đọc. Cũng bằng cái đôi mắt của mình không? Nhưng mà tại sao là sau này mới nhất là cái cà phê, tại sao anh nghĩ không phải chất liệu khác mà là cà phê? Bởi vì á, mình cũng nằm suy nghĩ dữ lắm. Mà mình làm lần đầu, mấy lần đầu tiên là nó thất bại đâu cả tháng chứ không phải là vừa. Mình mua cà phê về mình nghĩ á, là cái vẽ tranh bằng đôi mắt á, thì tất cả các nước bạn cũng không ai có, nước Việt Nam cũng không ai có luôn. Chỉ có mình ơi, mình độc quyền nước Việt Nam với tất cả các nước bạn luôn, vẽ tranh bằng đôi mắt bằng cà phê thôi. Đó, mình mới nằm suy nghĩ. Đầu tiên thì mình vẽ không có được, rồi viết, rồi mình suy nghĩ viết, rồi mình làm viết, rồi mình mài mò viết, rồi góp guộc, rồi thì nó sẽ thành công. Thì thành công hai cái bước đầu tiên á, là mình đấu giá để từ thiện ủng hộ cho những bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Ông Búi, bệnh viện Chợ Gãy, là mình đấu một cái đêm đó là trong vòng 2 bước liền.
Nhưng tại mà, nhà không liên. Dạ. Có khi nào mà anh nghĩ là cái chất liệu á, cái chất liệu cà phê có cái chất kích thích nó bái thì nó có làm cho hư mắt mình không hoặc là hư. Cà phê á thì thì mình cũng chưa có nghiên cứu hay là cà phê thì ra nó mau hư mắt mình hay không thì trời phú cho mình á thì mình làm được thì mình làm, nó đến đâu thì nó đến. Chứ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình tránh thì cũng không được. Bởi vì cái tiết mục này là trời phú đã cho mình rồi. Thì mình làm được, mình ủng hộ cho đất nước Việt Nam mình, những người khó khăn gặp hoàn cảnh á, thì mình ủng hộ được tới đâu thì mình ủng hộ. Chứ mình biết sao giờ. Lúc nãy anh có chia sẻ về ai mà có những cái sự kiện như nào thì anh có thể tham gia được, thì anh cũng nói luôn cái đoạn đó thì biết. Nếu mà ai có sự kiện đấu giá từ thiện là tiệc tùng gì đó thì cứ liên hệ với Xuân Diệu thì Xuân Diệu dẫn đi. Còn muốn vẽ tranh bằng đôi mắt bằng cà phê á thì cho những người đó thích cái cảnh phong cảnh nào hay gì rồi đem lại Xuân Diệu, rồi Xuân Diệu sẽ vẽ là cho quay trực tiếp luôn cho cái bản quyền người đó. Chứ mình không có ép mà mình để mình lấy cái bản quyền là của mình cho cái bản quyền người đó. Xuân Diệu không bao giờ lên mạng hay là hoặc cái gì cái bản quyền đó. Thì bây giờ cũng không có trò chuyện dài dài nữa, bây giờ anh Xuân Diệu sẽ trình diễn cho mọi người xem thổi sáo bằng mắt. Nếu quý vị có liên hệ với Xuân Diệu thì qua cái số điện thoại của Xuân Diệu thì 0944777989 thì gặp Xuân Diệu. Bây giờ quá nôn nóng với cái tiết mục là thổi sáo bằng đôi mắt. Thành ra đôi mắt nó không biết thổi sáo đâu. Nhưng mà với cái tài năng vận dụng những cái thiên bẩm mà trời cho thì anh đã dần luyện lên cái tiếng lệ của mình. Nếu ai mà không có cái năng khiếu này là trời cho còn bẩm sinh á thì không nên tập nha mọi người, nên đừng có làm theo, bởi vì cái này không có làm theo được. Khuyến cáo với mọi người nó rất nguy hiểm. Đây là được cái này nó không làm theo được, không bắt chước được. Cái này bị Xuân Diệu ra bẩm sinh từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Dạ đúng rồi. Xuân Diệu chết mang theo chứ không bao giờ truyền ai được. Được thực hiện bởi một chuyên gia ha. Quá một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh được hội ngộ với anh ở tại cái nơi đất khách đất lạ với người như thế này, trong khi em với anh đều là người miền Tây. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh, chúc anh luôn có một cái sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là với cái năng khiếu bẩm sinh của mình, một cái tài thiên bẩm á, thì anh sẽ cho ra những cái tài năng mới nữa ở với lại cái khóe mắt tiếng lệ của mình. Chúc anh và gia đình luôn có sức khỏe dồi dào ha. Anh cảm ơn hai em, anh cũng chúc cho hai em cũng dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Dạ xin chào anh, và hẹn gặp lại anh ở những cái clip mà thổi dồi dòng ở dưới nước.